trời mưa lất phất mưa hoài luôn á. Dạ em thắng uh, chào cô chú. Hôm qua em thắng có hứa cô chú làm nay tranh thủ đi giường nè. hết mưa là ra giường quay cho bà con ta xem liền. Mười đàn. Đầu tiên mình xem lá nè. Như em thắng có nói lá nó sẽ lượn sóng và ở dưới nó có lông. Cô chú đã xem được rồi. Cái người mà nói giống mít này có ba màu á. Coi cái lá này phải vậy không? Quay gần lá vô camera vậy mà lên hội nhóm bán cây giống ở bánh tre cô chú biết băng bài nói sao nói bánh tre một số cơ sở nói giống này là bích mơ bích chị sầu riêng nhưng mà không phải mình xem thử lá thì nói với anh em đang ghép cây cho cơ sở đó luôn nếu mình là người bánh tre thì mình xem có nên giúp đỡ nữa không nghĩ sao mà đâu phải một mình bạn là có giống này luôn cả tối hôm qua là hắn có một người chú là à, chú bình luận vô kênh của hắn nói là Cây này tôi trồng 20 năm rồi ông kẹ mà chú bình luận không biết vui hay là kiểu chọc con nha. Nhưng mà con chỉ nói với chú và mọi người là giống này hiện tại cây giống nó đang hiếm hàng thôi chứ không phải là à, chưa có người trồng trước đây, mình phải hiểu vậy. Giống gì cũng vậy, có thể nhiều nơi họ trồng nhưng mà không phải như tụi em là làm cây giống mà phát triển để bán. Và cho bà con ta xem là cây em khất nước nó cứng rồi. Khất nước tức là sao ạ? À? Tụi em sẽ cắt cái phần da cái phần da của cây mít này nè cho cái cái nước nó không có lên nó nuôi cái bầu nữa mà cái tự cái bầu nó nuôi với nhau thử em mở cái cho bà con ta xem rễ nè mà em chưa dám cắt nữa rễ nó dữ lắm tại vì em thắng cũng nói cô chú rồi cây này bầu nhỏ xuống rễ tuy có nhiều tụi em vẫn thay bầu khác ra nuôi ngon lành đàng hoàng rồi mới đi nhưng mà nó vẫn chết chết thì sao em gửi cái khác em bù bà con mua cây bên em biết thì rất là an tâm nó dễ lắm còn những cơ sở mà họ không đành bù mình mới sợ chứ đây cho bà con xem nửa bên để trắng rồi đó mà chưa dám cắt đó cỡ đó xuống mình thay ra bầu lớn đi nhiều khi nó còn chết tại vì đặc biệt cái cây ép chui này nó dễ hao hụt lắm cô chú ơi nó dễ chết lắm hơi động mà nó chết thôi lá bành bành lá tốt dữ chưa à, tụi em ghép vậy không có để trái nha bà con để trái nữa nó nuôi trái và nó nuôi cái bầu này nữa rất là si cái cây không chịu nổi đâu này là một trong những cái cây mà bên em đang làm giống thôi em thắng mới nói cô chú là em nó lượng cây em cũng nhiều lắm nhưng mà xuống là nó hết à quay tổng thể ra thì rất là bự nổi cây này không á là gần 200 nhánh rồi đó cô chú rất là nhiều luôn còn ở đây là một số cây khác cô chú mấy cây này nhỏ hơn ừ. cũng mới lên nữa Cái khá khá giường thì cứ lên liên tục vậy cô chú nhưng mà mình chui cành vậy nè mình cắt xuống mình phải dưỡng nhánh lại mới có nhánh mà chui tiếp nó cũng khá là lâu chứ không thể nào nó cho số lượng nhanh mà như mình gấp mắt được mà riêng giống này ghép mắt cũng muốn số lượng nhiều cũng khó nữa bà con nó rớt dữ quá nó không chịu dính mưa nữa rồi mưa phùn nữa rồi đi dài dài vô đây mưa phùn dữ quá trong đây cũng còn nhiều lắm mà con rồi mấy cây nhỏ đang trồng lên nữa nó chưa đủ lực như cây này nè chưa đủ lực nên chưa có ghép nè cái cây nào có nhánh là đầu ghép luôn mình chỉ cần mình đã biết giống này rồi thắng đã diễn tả rồi cô chú nhìn lá là biết chính xác là như bạn kia nói là có ba dòng á nhưng mà bên em là làm á là dòng mà ruột màu màu vàng màu vàng cam á cô chú vàng đậm á dường cũng nhiều giống hết mà con Chứ không phải riêng giống đó. bên đó có một cây nữa. Rồi đi uh, vô nhà thôi. Quay cho bà con uh, chúng ta xem cây ghép mắt. Đây là những cây mít uh, ghép bo. Hay có người gọi là ghép mắt đó bà con. Mà cây nó mới nhú mà chưa được một lá cứng nữa. Nên đâu có dám đi đâu cô chú. Và bên em Thắng đó, trước khi mà giao cây cho bà con á. Là bạn Thống Vi sẽ điện xác nhận đơn hàng và báo tình trạng cây luôn nhưng mà giao tới á thí dụ như uh, bà con chúng ta người mua bình thường à, không nói còn anh em làm ăn nhau đã thông báo vậy rồi mà tới vẫn bơm hàng gì mở này nó lá cũng cứng rồi chứ không phải nó yếu như đó đâu cái đó thì em hắn phải nuôi tệ diện phải bảy ngày hoặc mười ngày nữa mới đi cô chú em làm ăn diện vậy trời cho thì nhiều chứ còn thí uh, dụ như như vậy thì nó cũng không không đáng kể đâu để bữa nào rảnh em thắng kể uh, cuộc sống em thắng từ rất là khó đi lên ở uh, trên trên của em không biết cô chú đã từng sống mấy năm trời trong một cái khu nhà trọ mà cái phòng của em đó cô chú nha, nó dài khoảng ba mét mở ngang chừng hai mét ở ba người tối ngủ đâu hẳn chân được bà con phải cong lại tại vì mình còn để đồ nữa mà ngày hôm nay em được vậy là quá quý rồi và ngày hôm qua bên thắng gửi online cô chú biết điện khách mấy lần luôn làm phiền khách luôn tại vì thật sự cây cây dày mà gửi tới bà con nhận thì dưỡng lại nó cực nhiều khi không sống nữa nên em cố gắng gửi ở đây nè trên tay em thắng cho bà con thôi một tờ như vậy là một đơn ở đây chắc cũng khoảng ba mấy bốn chục đơn có hơn là chưa gửi và hẹn những cô chú này luôn thì trong thời gian sắp tới thì tệ diện phải cả chục ngày trở lên nữa mới có cây gửi em thắng vừa quay mình xem tình trạng rồi đó em mua bán á không phải là em cố gắng em bán để lấy tiền bà con kiếm đồng lời đâu em bán là là bằng cái cái, cái 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 tâm thật của mình để cô chú nhu cầu bà con mua giống này hiện tại gì nhiều nhất đầu tiên tới là gì sống trước đã thì bên em cam kết cô chú 30 ngày đầu nhận cây có hao hụt em gửi cây sát là đảm bảo bà con sống rồi cái thứ hai nữa là gì cô chú muốn lên đúng giống như mày quay cho tao xem để tao ăn trái nó ngon em sẽ cam kết cho bà con hai cái vấn đề đó và vấn đề sau cô chú cần làm giấy tờ con làm giấy tờ cô chú có sai con đền còn gì nữa còn có cái những cơ sở mà người ta ế quá người ta khó khăn quá người ta muốn bán bà con gì ví dụ đầu ra đầu ra thường cô chú hỏi nhiều cơ sở họ sẽ nói hỗ trợ cho đầu ra bao đầu ra này nọ nhưng với anh thắng không có em ví dụ đơn giản thôi trên kênh em chắc có mấy cô mấy chị xem người đàn ông mà đầu tiên á mà nói những lời ngon ngọt qua mỹ với mình á để đưa mình lên giường á bây giờ có phải là chồng của mình không khi mà người ta muốn đạt cái mục đích á người ta nói ngon ngọt dữ như lắm nhưng thử thời đi cuối cùng bây giờ trọng mình phải là người đàn ông đầu tiên không rồi cái cây mít hay bất kỳ cái cây gì cũng vậy đó. khi người ta muốn bán được hàng người ta hứa bà con nhưng mà cuối cùng khi cho trái được bao nhiêu người thu bà con em chỉ hứa cô chú hai vấn đề một là sống hai là đúng giống để bà con ta an tâm trồng mình mua nhiều nhất bây giờ là bao nhiêu à uh, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 7, 8 cây tới 10 cây là phần lớn là chúng ta mua trồng ăn thôi. Còn mình mua kinh doanh là phải vài chục cây trở lên. Thì con đảm bảo cô chú là nó sống và nó đúng giống. Cây này nở đủ lá thì mình nhìn mình biết ngay. Còn cỡ này giờ em thắng không giao đâu. Cứ để nuôi bình thường. giao tới bà con không biết chăm sóc nó chết chứ lại đi á, lá nó quá non tới cái cái đầu lá nó đen thui rồi cô chú ơi. Và cái thằng tố nữ nó khó lắm rồi nói ngắn cho bà con hiểu vấn đề vậy là cây mít này cây giống nó đang hiếm hàng chứ không phải là nó uh, không có giống đâu hiếm thôi mình lựa chọn được cơ sở nào mà uy tín á mua đúng cho an tâm còn giá em thắng đã nói clip trước rồi 150.000 một cây 5 cây em mấy bao ship mà không có cây bán còn cô chú thấy bên nào mua rẻ mình cứ alo bên đó mà mua điện tới em cũng nói luôn mà À nhiều khi cô chú so sánh giá nói ừ bên kia bán giá vậy nếu thấy bên kia bán giá vậy dịch vụ hợp lý cây chuẩn mình cứ mua bên kia em không có nếu kéo khách ở đây mua bán em trao cho bà con giá trị thật bà con gửi là em tiền chứ em không có nếu kéo chưa bao giờ làm phiền khách từ khi em không có cây bán em mới làm phiền là điện lại một lần nữa xin lỗi bà con là hiện tại tôi không có cây tôi gửi nếu mà tới lúc có cây rồi những đơn này em điện lại cô chú vẫn còn nhu cầu em thắng sẽ gửi còn khi mình có nhu cầu thì thôi em hủy đơn bên em thì cũng không phải như những bên khác mà có gọi là dịch vụ chăm sóc khách hàng tại vì em không có bán phân thuốc bên những bên phân thuốc thì khi bà con trọng thời gian chắc chắn họ sẽ điện họ hỏi tình trạng cây như thế nào khi cô chú nói tình trạng cây mà nó xuống cấp rồi thì ừ, em có thuốc này thuốc này để tư vấn bà con bán tiếp tục nữa còn em đây em có bán phân thuốc nên em không có dịch vụ chăm sóc khách hàng mà nếu cô chú mà khi cây cho trái mà cảm thấy đúng rồi ok có thể điện thoại cho em thắng ừ, em tới giường em quay để cho những người mua tiếp theo người ta biết cây giống tâm phúc nó bán như vậy nè rồi cảm ơn cô chú nói nhiều quá rồi <laughs>